Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường. Và cũng có thu mua trao đổi xe cũ. Anh em nào đang có xe cũ hay là muốn ký gửi gì á thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh số điện thoại phía dưới màn hình nha. Thì Khanh sẽ ký gửi hoặc là thu lại cho anh em, đổi xe mới cho anh em mình nha. Thì bữa Khanh có nói là Khanh mới lấy cái con xe Kia K200 của khách hàng mới ký gửi, bữa nó về tối quá Khanh quay không được. Nay ban ngày Khanh quay cho nó rõ ràng cho nó anh em biết tình trạng của xe nhé. Thì cái con xe này là 2018, đăng ký 2019 nha anh em. Đó là khách hàng mua 2019, tháng 4 2019. Đó, xe mới gần như là mới tuần nha anh em, xe rất là đẹp. Đây, Khanh quay cho anh em xem. Thì con này là thùng bạc. Con này tải của nó là 1 tấn 850, tổng tải là 3 tấn 995 nha anh em. Đây, xe thì biển Long An, bao rút hồ sơ, ủy quyền công chứng. Tại vì xe là xe chính chủ nên là mấy giấy tờ đó anh em yên tâm nhé. K200 cái con này là máy Hyundai, nó giống như là cái máy con H150 đó anh em. Máy Hyundai là 2.5 đó, số là 6 tiếng một lùi. Nói chung con Hyundai H150, con Boxster lá là sao, thì cái con này y chang vậy. Nội thất cabin rồi nó y chang nha. Khách hàng cũng lên thảm táp lô sẵn nè, rồi cái mấy cái cục này ngồi cho đỡ đau lưng nè, bình chữa cháy nè. Lớp thì còn dày cua nha anh em nè. Lớp này là lớp mát xích nè, khách lớp này khách thay rồi nè. Đó, thùng thì còn nguyên hiện trạng, không có bị mớp méo hay là tu sửa hết nha anh em. Đây là cái bình xe khách hàng cũng kỹ, khách hàng xích lại không sợ mất nè. Thì quay xe cũ thì Khanh quay chi tiết như vậy thì nó cho anh em nhìn dễ nhìn hơn. Cái xe mới thì sao cũng được, như xe cũ phải quay sát như vậy nha anh em, nhìn giùm Khanh nha. Xe hiện tại đang ở Bình Chánh. Anh em nào muốn coi xe thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh nha, tới Bình Chánh. Nhíp thì con xe này khách hàng đã lên nhíp rồi nha. Nhíp mỗi bên hai lá nè. Đây một lá nè. Với lại ngay chỗ này lá nữa nè. Khách hàng lên hai lá nha. Là bao chở luôn nha anh. Cho khách hàng, có đợt khách hàng lên chở hàng dừa, chạy dừa đó, khách hàng lên giúp anh em mua con này về là chỉ có đổ dầu chạy chứ không có còn làm bất cứ một cái gì nha. Xe cũ rất là đẹp. Anh em coi mấy cái rôn cửa, mấy đường chỉ là xe thì Khanh là bao đâm đụng thủy kích, mấy đường chỉ đường rôn còn là nguyên bản hết nha anh em. Này anh em, mấy con đinh nè, quay cho anh em nhìn cho rõ đó, chứ anh em xe là không bị một cái chút gì là kêu lỗi phải gì cả. Máy lạnh tebori luôn. Xe 2018, đăng ký 2019, chạy 49.000 cây, mới chạy 49.000 cây thôi nha anh em. Khung gầm cho anh em coi, khung gầm không bị mục một hay là bất cứ một cái lỗi gì nha. Đó, xe còn rất là chất lượng. Đó, lớp thì còn rất là dày nha anh em. Đó, anh em thấy lớp rồi. Cái này nó đậu sát quá, Khanh không cho anh em coi bên trong thùng được. Đậu sát quá. Anh em thông cảm nha, anh em nào muốn coi cái thùng, bên trong cái thùng của nó cũng không có gì mà hư hay bị gì nha anh em. Nói chung là nó nguyên y như là xe hãng vậy đó. Máy lạnh đồ đầy đủ hết nha. Đây mấy cái thông số của xe. Máy lạnh radio đầy đủ. Máy móc em ru, con này máy móc em ru à. Bao zin hết, Khanh bao zin hết cho anh em mình nhé. Anh em nào đang có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh số điện thoại phía dưới màn hình á. Khanh sẽ dẫn anh cho anh em coi xe nha. Xe tại Bình Chánh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Và anh em nhớ đăng ký và ủng hộ Khanh nha.